Mặt đầm, mặt đầm hay mặt gì? Đầm, nó mặt sơ rê màu trắng. À, làm cô dâu hả? Chân này trời ơi nhỏ xíu chi siêu à. Bữa giờ bán chân mini không? Cái màu kem là cái màu dễ mang nhất, nó tiệm vô cái da chân của mình. Em mặc sơ rê màu xanh, màu đỏ, màu hồng gì vẫn được, không có kén. 34 là mấy hàng chị đặt không mà, chứ không bây giờ có 34. Mấy hàng mấy hàng đặt thêm. Nó còn 34 là vậy, nó còn màu đen, màu hồng, màu da. Màu hồng này, màu kem này. Lấy kem đi bé, kem cũng đẹp đó. Cái màu kia kìa, cái màu chị Hằng chỉ á, Hằng màu trắng trắng á, Hằng đưa cho em nó coi. Ờ đúng rồi. Lấy màu này đi cho nó mới. Trời màu trắng mà sợ kén màu trắng là bất cứ cái nào cũng được chị mang. Cái màu nu có được á, cái màu đang cầm tay. Chị hả, chị mặc ra rồi mang nhét màu về. Cái sao em mua về em cái này em phối tất cả cái loại màu. Ờ. Cái màu em đang cầm bên tay là cái màu đó là nó tiệp tiệp tới vô cái màu gì trắng rồi đó. Cái đó là màu gọi là màu kem rồi. Còn thôi thì em thích em lấy màu đỏ đi. Nếu mà nhà màu đen có thì chơi màu đỏ. Màu đỏ thì không có chứ chắc được. Nè màu đỏ nè. Trời ơi mấy này chán đẹp cũng chết luôn. Khi em nhỏ em mang những cái này nó bít được, nó che được cái phát triển của em. Không còn sao em dán miếng gót rồi được. Ok rồi. Mấy đó thì nó dư ra loại khúc. Cái đó có size em, cái này là đang size lớn nha. Màu da. Đó nó tiệm vô cái da em luôn đó em đó ha. Kêu là màu da đó. Còn cái màu đầu tiên em thử đó là gọi là màu kem rồi. Ừ, màu kem. Mấy mẫu chị đưa em là 34 nè. Đó, này còn 34 nè, chứ không phải là 34. 34 mà không có hiếm lắm. Cái màu này có 34 nè. Màu này có 34. Xe máy hai bé đang cầm đó, cái đó cũng đẹp. Cái đó còn sai không? Thử 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 coi nó vừa không bé. Coi xong rồi chị vô trong kho chị kiếm cho. Biết sao không? Cái size 34 á hiếm lắm. Mấy cái màu mà màu trắng đó, lấy màu trắng cho chị đi. Nãy giờ em ghé mấy shop rồi? Ghé nhiều lắm. Vậy hả? Không có size hả? Bao em hết thì dư luôn. Không phải không có size, mà có size thì vừa, nhưng mà cái mẫu thì không hết. Ờ. Tại vì xong cái size nó hiếm quá nên có nhiều khi cái mẫu mình thích cái người ta lại lấy mất tiêu rồi. Nhưng mà để có cái màu trắng ra cho em thử trước em thích không, chứ nếu mà được á thì em lấy cái màu kem cũng được. Biết xong em mặc bố em đám cưới xong á
em vẫn kết hợp được tất cả các đồ khác luôn. Tại vì á, cái màu da của em á là nó hơi ngâm ngâm, chứ nó không phải là trắng. Tại vì cái màu trắng nó lên cái da của em, da ngâm á, nó phản cái màu lắm, nó không có được đẹp. Còn cái màu nu này nè là nó tìm với cái da chân của em luôn, thì nó sẽ dịu hơn. Mà thí dụ em không mặc sa rê, sau này em đi đầm em mặc cái những cái đôi giày khác, nó vẫn hợp và nó vẫn vừa, chứ nó không có kén. Chứ màu trắng vẫn được đó, nhưng mà nó sẽ, nó cái màu da của mình đó, nó không có hợp. Đi về quê, tại đi đám cưới ở quê nữa đó, nên là nó hay bị dơ. Dơ. Mẫu này mang ôm chân mà, em ăn thử lại đi. Cái đó nó có 34 không bà chế? Có. Lấy 34 ra cho em thử luôn. Linh ơi, em đợi xíu cho lấy 34 cho em thử. 654 cho em 34. Màu này cũng đẹp nè. Lấy cái màu nó nhu nhu á, nó tiệp với cái da của em á, em sẽ dễ mặc đồ, nó kết hợp được cái đôi giày khác luôn. Chứ bây giờ giày đen nó đã có rồi, giờ kêu màu đen hoài cũng đâu có chịu lấy đâu. Màu đen em có 3 cái đôi. Rồi đó. Nè, em ngồi em xuống đây em thử em nguyên đôi. À cái này có màu này hả? Cái mẫu này nữa nè, cái mẫu màu da chị đang cầm tay nữa kìa. Đó, cái màu này cũng được nè, cái màu này nó cũng nhu nè. Nó không có sáng quá thì nó không có là màu trắng. Rồi em gài nguyên dây, sao em đứng lên thử đi. Đừng lấy trắng quá, trắng quá cái nó lên thấy được cái đôi dài không mà không thấy cái chân. Đó. Thì chân em nó ốm á, mang cái đó nó sẽ dư cái gót. Rồi sau lưng em kìa, bên kia có cái gương kìa. Đó. Gương đó này nè, bên đây, bên đây. Cái kia kìa. Chút xíu cho bấm cái quay là nó sẽ giữ cái chân em lại nha. Ờ, 34 rồi đó. Tại vì cái này nó có cái dây này, nó giữ cái cổ chân của em á, em đi nó không có bị rớt. Tí gì bấm sát vô cho. Rồi đưa em thử chiếc đi, em thử chiếc đi. Tại cái này nó có cái dây nó giữ cái chân cũng được. Mấy cái màu này nó nhu nhu vậy nè, em mang nó không có kén đồ. Móc đỡ đi chút xíu cho bấm cái dây cho. Bấm dây cái nó ôm cổ chân lại ha. Rồi em đứng thử lên đi. Chân bé này là 33 luôn chứ không phải là 34. Được hơn không? Ừ. Cái đó là màu hồng đó. Hồng mà hồng này hồng da, chứ không phải là dạng như hồng hồng kính sen hoặc là mấy cái màu hồng khác nó sáng quá. Cái đó cao, chiều cao hay giá em? Giá. Giá coi mẹ em chế ơi. Có giá nhìn tay em hết. Đợi xíu chị coi cho. Có dài chú rể chưa? Ờ, tại đây chỉ có bán dài chú rể nè. Nhiều giá lắm. Nhưng mà kêu bạn phải ra thử size nữa. Chân bạn lớn không? Vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Dài phải thử. Nên em về coi, ví dụ như chưa có size thì chưa có hàng, chưa có gì, chưa có dài để mang thì ra thử size. Em thích cái này lấy đó. Vậy lấy ra đó. Tại vì mỗi mẫu nó một cái màu. Thí dụ như mẫu này nó lên màu này thì nó sẽ không có cái màu kia. Với lại cái đôi của em đang cầm trên tay đó là dạng caro, thấy không? Nó phối kim tuyến. Còn cái đôi kia là cái màu, một màu da bóng mà nó không có phối gì hết trơn. Nên mỗi mẫu nó mỗi kiểu là vậy. Đúng rồi, cái gót mới nữa đó nha. Nhìn cái gót kìa, nó không có giống người ta nữa. Nó là gót trong.
mà ở phía trước nó đúp mũi cũng trong luôn, chứ nó không có giống như mấy cái da kia. Nó chỉ màu đen, màu hồng với màu đen. Ờ, màu hồng đi cho nó đẹp, màu hồng nó nhu màu hơn. Còn màu đen em đã có ở nhà rồi, giờ lựa thêm màu đen nữa là ở nhà 3 đôi, giờ 1 đôi là 4 đôi luôn á. Đó. Mấy cái màu chị chọn cho em nãy giờ là toàn mấy màu nhu không á, bây giờ chủ yếu là em thích cái kiểu rồi. Màu đó mang cũng dễ luôn. Ồ, cái này xanh đỏ tím vàng, màu nào lên cũng hợp, không có kén. Tại vì mấy màu này mới màu nhu nhu dễ mang. Cái đó nó giống như cái quai em đang cầm á, chỉ khác cái màu thôi. Để lấy, nếu mà lấy vậy em lấy cái đôi màu hồng bên tay em cầm cho đẹp hơn là cái đôi kia. Ừ, nhìn nó lạ hơn, cái gót kia nó đâu có bằng đôi này. Đôi này nó model mới, nó vừa gót trong mà vừa đắp mũi trong luôn, thấy không? Màu đó hả? Màu đó là không có size em, 35 nhỏ nhất, không có 34. Thử đi. Ừ. Với lại biết sao không, cái quai của đó nó nhỏ quá, nó không có giữ chân em nhiều. Còn cái quai em lựa đâu màu hồng nãy, cái quai nó bự. Để đại nó tới chị dẹp cho. Hai thích màu đó. Ừ, thích màu đó, lấy màu đó cũng được. Nhưng mà cái này dây nhỏ nó không có ôm chân nhiều bằng cái bản bự này. Cái đó thì dây nhỏ thì nhìn giống như là nó chỉ điệu đà thôi cho em dễ thương, nhìn nó thanh mảnh thôi. Chứ nếu mà nó ôm cái chân em nó chắc nhiều thì nó không bằng này, nó sẽ yếu hơn á. Còn kiểu khác nữa không? Kiểu khác nhưng mà nó không có sai. Nó không có sai 34. Ừ. Ừ. Đôi này đi cho đẹp, nó cũng đẹp nè. Mà quai nó bự, cái bản nó bự, nó không có nhỏ giống như mấy quai kia. Ờ. Đó em mang vô em thấy cái mũi chân không? Nó không có ôm được cái chân của em nhiều. Cái giày của nó ấy quá, nó không có ôm được cái chân. Nên khi em mang nó sẽ không có chịu được cái lực, tại nó cao mà. Thì đây chị còn bắn một cái đôi mà nó bông hoa không? Bông hoa đằng sau này. Hồng. Ờ, có dép thì có. Tại vì biết sao mấy cái đó nó mau lỗi mốt lắm. Chỉ thời gian à, còn mấy cái gốc chân chân này là em ăn hoài. Thí dụ em không mặc cái đầm này, em sẽ mặc được cái đầm khác. Còn mấy cái bông bông đó là chỉ mặc được một lần. Rồi ok, em lấy ra này.